Hôm nay mình có một tí thời gian khoảng tiếng để chúng ta trao đổi về cái việc là khóa Facebook. Thì cái vấn đề này cũng được khá là nhiều bạn quan tâm và đặt câu hỏi về cho mình. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp hết. Tại vì dạo 2-3 ngày nay thì nhiều người lại tiếp tục hỏi về Facebook, nó khó ra đơn, làm như thế nào để nó ra đơn hiệu quả. Thì hôm nay mình sẽ trả lời. Và cái clip này nó chỉ bỏ bạn đâu đó là khoảng 20 phút, thì bạn nào có thời gian nếu mà vướng phải những vấn đề này thì cứ ngồi nghe để tham khảo, còn những bạn nào không vướng phải những vấn đề này thì hãy cứ để lại phía dưới cái clip này và mình sẽ tiếp tục tập hợp giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn để mà chúng ta có thể có thêm kiến thức thôi. Còn về cái việc là có thể đem lại đơn cho các bạn hay không, hoặc là chắc chắn là sau khi xem clip thì sẽ cải thiện về doanh thu cho bạn, nhiều điều đó chắc chắn là không ai làm được. Rồi ok, thứ nhất là câu hỏi đầu tiên mình nhận rất là nhiều người đặt ra, đó là câu hỏi là target đích như thế nào là hiệu quả. Một câu này khá là hay, nên là mình sẽ ưu tiên đó là tầm nhất. Cái thứ hai là tại sao chạy quảng cáo lại không ra đơn. Câu này như là ai cũng quan tâm, và hầu như là khi mà mình nhận bất kỳ cái dự án nào gì quảng cáo Facebook thì ta cũng hỏi mình cam kết ra bao nhiêu đơn. Tiếp theo là hiện nay chạy quảng cáo như thế nào là hiệu quả, ý là chạy quảng cáo theo phương thức gì là hiệu quả, cũng hợp lý. Câu hỏi số 4 là chạy một ngày bao nhiêu là đủ, có nghĩa là target một ngày bao nhiêu tiền, tốn bao nhiêu tiền cho Facebook là đủ. Này, năm là làm sao tận dụng tối đa khách hàng của bay. Hay anh chàng nào mà đặt cái câu hỏi này có nghĩa là cái anh chàng này cũng quan tâm khá nhiều về việc chạy quảng cáo Facebook, và cái anh chàng này cũng nghĩa là cũng đã lấn thân vào cái việc là chạy quảng cáo Facebook cho khách hàng, hay là gì đó, thì mới quan tâm với cái việc là tận dụng cái nguồn khách này, rồi hướng dẫn phân quyền tài khoản quảng cáo. Tại sao mình lại ngồi đọc mấy cái câu hỏi này, tại vì về cơ bản là cái này cũng không phải do mình soạn ra, cũng có một người khác hỗ trợ mình trong cái việc mình soạn ra những cái câu hỏi, họ lọc ra cho mình những câu hỏi, là những câu hỏi mà thường xuyên mà được đặt về nhất. Và bây giờ thì mình sẽ trả lời từng câu một ha. Thì cái câu đầu tiên là target đối tượng như thế nào. Câu này là cực kỳ quan trọng, tại vì trong quảng cáo Facebook thì cái việc target đối tượng nó mang sống còn cho cái bài quảng cáo đó. Nếu bạn target cái đối tượng nó không phù hợp với cái bài viết của mình thì dẫn tới cái việc là bạn bỏ ra số tiền nó hoàn toàn vô nghĩa cho cái việc chạy quảng cáo. Thì cách đây cũng 3 ngày thì mình có nhận được một cái cũng trên trang Bitany, mình có nhận một cái thông tin của bạn đó, nó nói là một ngày chạy ra 500 ngàn nhưng mà nó không ra đơn, tốn 2 triệu bạc rồi không ra một cái đơn nào. Anh em hướng dẫn cho em về cái việc là đối tượng em có vấn đề gì không. Đó, thì chính xác là về cái việc sau khi tìm hiểu thì về cái việc này chắc chắn là về cái target đối tượng có vấn đề, kể cả là phương thức hoặc sử dụng khi mà kết hợp với target đối tượng nó cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Ở đây nó sẽ dính liền với câu số 2 là tại sao quảng cáo lại không ra đơn, thì mình sẽ trả lời câu 1 với câu 2 chung là một ý này. Rồi, quảng cáo không ra đơn nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Có thể là nguyên nhân về dịch vụ của bạn chưa tốt, sản phẩm của bạn không ok, rồi cái bài viết của bạn nó không hấp dẫn, hoặc là cái sản phẩm của bạn nó không đem lại cái lợi ích gì đó cho khách hàng thì họ không mua, thì dĩ nhiên là không ra đơn, đúng không ạ? Tuy nhiên á, mình loại bỏ đi, bây giờ tôi đặt thù cho tôi mặc định cho nó là sản phẩm bạn tốt, dịch vụ của bạn tốt và bài viết của bạn hoàn hảo, nhưng bạn chạy quảng cáo nó vẫn không ra đơn, hoặc là nó ra rất là thấp, hoặc là cái anh chàng nó đặt người, tôi cũng nhận được cái câu hỏi này, tôi mới đọc hồi sáng này là anh ơi, cái lượng tương tác của em từ 100 tới 500 đồng một lượt tương tác được nhiều hay ít, và nó có ok chưa, thì cái này cũng sẽ trả lời trong hai cái phần này. Rồi thì về cái phần target đối tượng và cái phần chạy quảng cáo không ra đơn này nó sẽ liên quan tới nhau. Và cái phần target đối tượng là một thứ rất quan trọng, tuy nhiên nó sẽ phụ thuộc vào cái việc rằng bạn chọn cái phương thức quảng cáo nó có phù hợp hay không. Nó hơi mông lung, mình sẽ trả lời. Mình ví dụ bây giờ bạn
đang order và bạn đang chạy quảng cáo một cái sản phẩm, đó chính là thuốc giảm giảm cân, giảm mỡ bụng ấy, giảm mỡ bụng. Thì dĩ nhiên mặc định khách hàng của tất cả các bạn họ không mong muốn cho những người bạn bè xung quanh họ biết là họ đang muốn giảm cái mỡ bụng mà họ đang sử dụng tại cái dịch vụ của bạn, tại vì họ không biết là nó có hiệu quả hay không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ không muốn khoe cái nỗi đau của họ đối với mọi người. Ví dụ bạn đang bị thừa cân nè, hoặc là bạn đang bị mụn, bạn có muốn cả thế giới biết là bạn đang bị hay không, thì điều gì, nhưng là bạn không muốn biết điều đó. Cho nên là khi mà bạn chạy một cái bài quảng cáo cho một cái tệp khách hàng, đánh giá tệp khách hàng ok rồi, tại vì phân tích tí xíu mình sẽ nói tiếp về cái việc là phân tích đối tượng khách hàng nha. Mình đang nói về cái phương thức chạy quảng cáo, thì dĩ nhiên cái phần mà chạy cái kiểu đó thì dĩ nhiên mà không thể chạy bằng cái việc là chọn cái chiến dịch của bạn là chạy theo kiểu tương tác được. Tại vì chọn tương tác thì họ khi mà họ thấy cái bài viết và họ để ở phía dưới là họ inbox cho tôi, hoặc là chat inbox nha 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 đại loại như vậy, thì chả khác nào họ khoe với cả thế giới rằng họ đang bị một cái vấn đề đó. Y như có một cái trường hợp rất là hy hữu, chúng ta có một cái anh chàng một khách hàng về chị Lào, Lào Lan Man đó, liên hệ với tôi và kêu rằng anh ơi anh hỗ trợ em chạy quảng cáo cho cái sản phẩm này, nói em chạy nó không ra đơn, không hiểu nó bị gì. Thì khi mà phân quyền vào để xem cái bài đó thì anh chàng nó lại chạy theo kiểu tương tác, thì điều dĩ nhiên là cái hiệu quả này về là cực kỳ thấp. Tại sao người ta không muốn khoe cái nỗi đau nó ra cho cả thế giới biết rằng tôi đang bị bệnh như vậy, bệnh lý như vậy. Nhưng mà và sau đó chỉ cần một thủ thuật đơn giản là bây giờ anh giữ nguyên cái đối tượng tương tác này đi, bây giờ anh chỉ cần thay đổi cho em là anh chạy theo kiểu message đó, anh chạy theo kiểu tin nhắn đó. Thì lúc đó em bảo đảm với anh nó sẽ thay đổi về cái doanh thu và cái hiệu quả liền, và anh chàng nó cũng thử. Và dĩ nhiên là chắc chắn điều đó là nó sẽ tốt, và anh chàng nó lại tiếp tục là quay lại hỏi tôi về những câu hỏi khác cũng tương tự những câu hỏi như thế này, và tôi cũng hướng dẫn chia sẻ. Và đặc biệt cái điều mà B2B marketing mang lại cho tất cả các bạn đó chính là tất cả những kiến thức mà tôi cũng có, hoặc là những cái kiến thức mà tôi tích góp vào trong quá trình đi làm và làm việc và trải nghiệm, cũng như là chúng tôi đã trải qua, chúng tôi chia sẻ là hoàn toàn miễn phí, không lấy phí của ai đồng nào cả. Mà nhìn và cái mong muốn duy nhất của Bitany đó chính là làm sao để tất cả các bạn có được kiến thức nó rộng hơn và xây dựng được một cộng đồng marketing nó tốt hơn và vững hơn, chứ không phải là tôi chia sẻ những clip như thế này lấy tiền của quảng cáo hoặc lấy tiền của doanh nghiệp nào đó, hoặc là cũng như là mong muốn là mấy bạn sẽ đặt order bên 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 tôi để chạy quảng cáo. Dĩ nhiên là không, điều đó là không cần, không phải là không cần, điều đó chúng tôi không đặt nặng về cái vấn đề đó. Mục tiêu của chúng tôi làm clip và chia sẻ là đó chính là xây dựng một cái cộng đồng nó tốt và bền vững hơn. Rồi về cái việc target đối tượng, mình quay lại cái câu hỏi của mình em, thì target đối tượng ai sẽ là người target đối tượng chính xác nhất, đó chính là bạn. Bạn sẽ là người hiểu rõ nhất khách hàng của bạn là ai, khách hàng của bạn độ tuổi nào, khách hàng của bạn cần cái gì, thì bạn sẽ target ở cái đó chính xác. Chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi nè, sản phẩm này là sản phẩm dành cho ai, sản phẩm này sử dụng như thế nào, sản phẩm này sẽ bán ở đâu, sản phẩm này ai là người tiêu dùng, đặt ra rất là nhiều câu hỏi, và bạn sẽ là người trả lời những cái câu hỏi đó. Sau khi bạn trả lời càng sâu càng sát càng gần với đối tượng bao nhiêu, thì lúc đó cái việc target đối tượng cũng càng hiệu quả bấy nhiêu. Tuy nhiên mình cũng chia sẻ một số bí quyết, ví dụ bạn target đối tượng của bạn là đối tượng văn phòng thì bạn nên chạy theo cái kiểu rằng chọn khung giờ để hiển thị, thay vì bạn chạy full time đúng không, thì lúc đó nó sẽ tốn chi phí của bạn nhưng nó lại không đem lại hiệu quả tốt nhất cho bạn. Thì việc target đối tượng nó tùy trường hợp cụ thể và nó tùy cái bối cảnh cụ thể thì mới có thể là sâu sát và chỉ hướng dẫn cho các bạn cụ thể. Tuy nhiên mình chỉ có thể nói là target đối tượng hiệu quả khi và chỉ khi mà áp dụng với đúng phương thức và đúng cách thức. Ví dụ như đối tượng của bạn là văn phòng thì cách thức của bạn phải chạy đó chính là không trong khung giờ mà họ rảnh. Ví dụ bạn chạy full time rồi lúc từ 10 giờ tới 2 giờ 3 giờ sáng, dĩ nhiên đối tượng khách hàng của bạn không có đâu, làm sao mà chạy nó đem ra cái hiệu quả tốt nhất của bạn mặc dù bạn không được trừ phí, đúng không nào? Rồi, ok, thì cái phần target đối tượng mình tạm thông qua đó ha, tại vì nó sẽ sâu hơn từng trường hợp cụ thể. Còn bạn nào thắc mắc về cái trường hợp cụ thể của mình là như thế nào thì inbox trực tiếp cho tôi và tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về cái việc rằng đối tượng của các bạn sẽ là ai, nhưng chỉ là sẽ hướng dẫn các bạn về 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 phương thức áp dụng cho nó phù hợp và nó về mang tính chất gọi là bày nổi ở ngoài thôi, còn về sâu bên trong bạn sẽ là người biết rõ nhất về, tại vì nó là mặt hàng của bạn đang kinh doanh. Mà trong khi mặt hàng bạn kinh doanh mà bạn còn không biết đối tượng của bạn là ai thì đó sẽ là một câu hỏi rất lớn dành cho bạn. Rồi, tại sao chạy quảng cáo lại không ra đơn? Câu hỏi này nó sẽ dính một phần từ
câu trả lời sớm nhất, có nghĩa rằng một phần có thể là cái phương thức của bạn chưa phù hợp với đối tượng của bạn, và có thể là target cái đối tượng của bạn nó không chính xác. Nó ví dụ như bạn target cái đối tượng khách hàng của bạn tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh mà lại target đi một cái tỉnh khác, hoặc là rằng bạn target chưa đúng độ tuổi, bạn target chưa đúng cái phương thức sử dụng, đại loại như thế thôi, thì nó sẽ dẫn tới cái việc rằng chạy quảng cáo nó ảnh hưởng một phần trong cái việc chạy không hiệu quả. Tuy nhiên cái phần chạy quảng cáo không hiệu quả, không ra đơn, nó còn có những nguyên nhân sau. Thứ nhất là về cái bài viết của các bạn nó không đem lại một cái hiệu ứng gì cả. Ví dụ như mình có một cái clip để chia sẻ với tất cả các bạn về cái việc là viết content như thế nào là hiệu quả, thì nó rất là nhiều phương thức để viết content, và nhiệm vụ của bạn làm sao gây được ấn tượng to lớn nhất đối với khách hàng của mình mà không đem lại được điều đó. Có nghĩa rằng bạn chưa đem được cái hiệu quả đó thì dĩ nhiên họ không dừng lại để đọc bài viết của bạn, thì làm sao bạn có thể tạo ra được đơn. Thì cái điều đầu tiên bạn phải quan tâm tới việc đó chính là nội dung bài viết. Cái thứ hai nữa cũng không kém phần quan trọng, đó chính là hình ảnh hoặc là clip. Tại vì bây giờ hiện tại người ta đang chạy clip khá nhiều và hình ảnh cũng khá nhiều. Tuy nhiên nếu mà bạn thờ ơ trong việc đó thì bạn thì có khách khá nhiều. Về cơ bản mình nói với bạn, bạn rảnh bạn sẽ xem, hãy xem cái clip về cái việc là mình hướng dẫn mấy bạn viết content đi. Từ đó bạn sẽ thấy được rằng là hình ảnh nó sẽ lôi kéo khách hàng khủng khiếp như thế nào. Khách hàng, cái điều đầu tiên khách hàng họ thấy không phải là cái tiêu đề của bạn mà là thấy hình ảnh của bạn. Hình ảnh càng bắt mắt bao nhiêu, càng hấp dẫn bao nhiêu, càng thu hút bấy nhiêu thì cái lượng trả về đơn hàng của bạn nó sẽ hiệu quả bấy nhiêu. Thì làm sao để biết cái hình ảnh và bài viết của mình nó có hiệu quả hay không, rất là đơn giản. Và bạn trước khi bạn tung cái sản phẩm nó lên quảng cáo, tung cái bài viết nó lên quảng cáo, thì bạn hãy hỏi những cái người bạn của bạn á, nếu mà mày là khách hàng thì mày thấy cái bài viết này nó như thế nào, và nếu mày là khách hàng thì mày thấy sản phẩm nó ra sao, đúng không? Thì đó là tôi đang nói về cái việc rằng viết một cái bài quảng cáo. Thì đó là bạn phải học, nó không đơn giản rằng cái việc bạn viết một cái bài văn hay là được, không, nó phải có một nghệ thuật. Kể cả dùng hình nó cũng có một cái thủ thuật. Nhiều anh chàng dùng một cái bài rất là hay, một tiêu đề cực kỳ sốc, sản phẩm giảm cực sốc, chứ còn là ngang hoặc là xả bơm hàng nó đại loại vậy, thì nó sẽ đem ra hiệu ứng rất là cao. Thì giúp tất cả các bạn, nó sẽ đem về cái hiệu quả cho bài viết của mình, cho các bạn quảng cáo. Bài viết quảng cáo của mình sẽ kết hợp từ ba cái. Thứ nhất là về cái bài viết nè, cái thứ hai nữa là phương thức quảng cáo, và cái thứ ba là cái đối tượng quảng cáo. Nếu ba cái vấn đề này mà mấy bạn xử lý một cách êm đẹp, nó cùng một hệ thống và nó hỗ trợ lẫn nhau tốt, thì lúc đấy bạn sẽ có một cái bài viết về một cái gọi là chiến dịch quảng cáo hiệu quả. Nhưng mình đang nói về chiến dịch quảng cáo hiệu quả, còn cái việc mà nó không ra đơn còn phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ của anh bạn tốt hay không, sản phẩm kinh doanh của bạn tốt hay không, và cái điều cuối cùng đó chính là chăm sóc khách hàng của bạn tốt hay không. Tôi chạy quảng cáo cho bạn tốt, sản phẩm bạn tốt, dịch vụ bạn tốt, cuối cùng tôi bé tư vấn không biết gì về sản phẩm hết, tư vấn tầm lấp, tư vấn tầm lao thì làm sao mà đem ra đơn hàng cho bạn, đúng không? Vì vậy cần phải kết hợp giữa yếu tố marketing và yếu tố nội tại. Thì marketing chỉ là cái nhiệm vụ là đem thông tin đến với khách hàng, còn cái nội tại của bạn, nguồn lực của bạn mới chính là cái đem về đơn hàng với bạn. Đừng có gọi là thần tượng hóa thằng Facebook. Thằng Facebook về cơ bản nó chỉ là một cái trang để hiển thị. Hiện tại sao người ta đang tập trung đánh vào cái kênh này để quảng cáo? Bởi vì cơ bản cộng đồng Facebook bây giờ nó quá lớn, nó quá khổng lồ, cho nên mình đang lấy cái thị trường này để hiển thị thôi. Nó chỉ là để hiển thị sản phẩm của bạn, chứ nó không phải là kênh mua bán. Rõ ràng nha, các bạn cần phải phân tích. Nhiều người lầm tưởng Facebook rằng nó là một cái kênh mua bán của mấy bạn, nhưng nó không phải, nhiệm vụ của nó không hề giúp các bạn mua bán, mà nó giúp các bạn hiển thị sản phẩm tới người tiêu dùng. Facebook nó có một cái điểm hay khiến chúng ta phải sử dụng nó chính là cái cộng đồng nó lớn. Cái thứ hai là cái trí tuệ, cái phân tích dữ liệu nó cực kỳ thông minh, nó có thể phân tích rất là sâu. Mà bạn up cái bức hình lên thì nó sẽ phân tích là bạn đang đứng ở đâu, bạn đang đứng với ai, bạn có hay đi du lịch hay không, thế này thế kia thế nào. Nó sẽ phân tích tất cả cái dữ liệu và luôn về một cái database, nghĩa là khi bạn up một cái bức hình lên, nó sẽ phân tích rất là kỹ trong bức hình đó, chứ nó không phải luôn một cái dữ liệu là đây là một cái bức hình hết. Không, Facebook nó sẽ lưu thật là kỹ, nó sẽ phân tích thật là kỹ dữ liệu đó, và nó sẽ lưu về database của nó. Sau khi nó lưu về database của nó, bạn khi mà bạn chạy quảng cáo, nó sẽ cho bạn xét vào là độ tuổi là bao nhiêu nè, có hay đi du lịch hay không nè, sở hữu điện thoại gì nè, tất cả cái đó. Thì lúc đó cái trí tuệ nhân tạo của thằng Facebook nó mới được sử dụng một cách hiệu quả, và nó sẽ đem về một cái lợi nhuận khổng lồ cho Facebook. Cái ngày tôi nhớ là tôi đi làm thời gian đầu á,
thì cũng có, tôi cũng lúc mà tôi chưa đi làm thì tôi thắc mắc là không biết tại sao Facebook nó chậm. Để về cơ bản mình xài Facebook thì cái giống quá nhiều cũng free, không lấy tiền một đồng nào ở trên đó. Nhưng mà tại sao không biết nó chậm? Sau khi làm quảng cáo thì tôi biết không nhận nó chậm đúng, thì ăn tiền mấy nhà quảng cáo thì không kiếm, ăn tiền cái chóng mặt luôn. Thì quay về cái vấn đề của mình, để mà quảng cáo mà nó đem được cái hiệu quả thì mình cần phải kết hợp rất là nhiều cái vấn đề, kể cả thủ thuật này, nghệ thuật nè, ma thuật này, rất là nhiều cái để bạn có thể đem cái quảng cáo hiệu quả. Đó, thì những cái mà mình chia sẻ với bạn là cái nó là bề nổi thôi, còn bề sâu bên trong nó còn sẽ còn những thương thuật, còn những nghệ thuật hoặc là những cái gọi là ma thuật trong đó. Thì ở đây mình sẽ nói với bạn về những cái gọi là bề nổi, và nó là những kiến thức gọi là kiến thức nền và kiến thức chính thống. Còn về thủ thuật và thủ thuật tiêu cực gian lận trong phía trong sâu trong đó thì nó còn nhiều cái nữa. Ví dụ như chúng ta sẽ tạo những cái trang mà landing page nói về sản phẩm của bạn nó độc đáo này, để gắn vào cái web của bạn. Ví dụ như bạn sẽ làm một cái trang landing page có tên như sau, mình đang ví dụ ha, bạn đang kinh doanh một cái sản phẩm, có nghĩa là tôi mới mua cái sản phẩm cái tai nghe. Ví dụ bạn mua cái sản phẩm, bạn đang kinh doanh một cái sản phẩm là cái tai nghe Sony, thì lúc đó bạn sẽ làm cái trang web, cái fanpage của bạn là chuyên bán về tai nghe. Sau đó bạn sẽ tạo một cái landing page tên là top 10 tai nghe hấp tai nghe nên mua nhất trong năm 2019, đúng không? Và bạn bỏ nó vào cái đường link Facebook của các bạn. Khi mà bạn chạy quảng cáo á, thì lúc ấy họ coi cái bài quảng cáo của các bạn thì họ phân vân là không biết nên mua hay không, bởi vì không biết là nó có uy tín hay không. Thì lúc đó họ sẽ tiếp tục là click vào cái đường link đó mà để coi review hoặc là coi đánh giá. Thì về cơ bản mình sẽ liệt kê ra những cái sản phẩm kia, và dĩ nhiên cái sản phẩm ưu tiên số 1 là sản phẩm của mình. Thì lúc đó mình sẽ tạo cho khách hàng một cái hiệu ứng, đó tức là cái thằng này nó được đánh giá uy tín. Nhưng mà về cơ bản đó vẫn là do mình làm, đúng không? Bạn sẽ tạo cái landing page, thì bạn thuê và bạn làm gì đó nó tốt khoảng 2-3 triệu cho một cái landing page. Còn nếu mà bạn muốn biết chi tiết landing page làm như thế nào thì cứ để một cái dấu chấm ở phía dưới clip, hoặc là bạn có bình luận trực tiếp thì tôi sẽ làm một cái clip hướng dẫn bạn làm có landing page trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ, và không phải landing page rất là đơn giản rồi. Ok, còn nhiều thủ thuật nữa, thì nếu mà anh chị bạn nào có quan tâm thì cứ đặt ra những câu hỏi tiếp theo mình sẽ xử lý tiếp. Rồi, chạy một ngày bao nhiêu là đủ? Rồi ok, câu hỏi này cũng khá là hay. Chạy một ngày bao nhiêu là đủ? 100.000, 500.000 hay 1 triệu không là đủ, sợ là không bao giờ là đủ, và cũng không bao giờ được gọi là không đủ. Nó đủ hay không phụ thuộc vào cái mong muốn của các bạn, cái mục tiêu của các bạn là như thế nào. Ví dụ mục tiêu của các bạn đặt ra là bạn có lợi nhuận bao nhiêu tiền, và khi chi ra 100.000 nó sẽ đem về lợi nhuận là 1 triệu, 500.000 phải là 5 triệu, thì có nghĩa rằng nó tùy thuộc vô cái mục tiêu và cái hoạch định của các bạn ban đầu như thế nào, và nó còn phụ thuộc vào cái việc rằng bạn đang chạy quảng cáo với mục đích gì. Nếu bạn đang chạy quảng cáo với mục đích là thương mại thì có khác, bạn đang chạy quảng cáo với mục đích là bây giờ đang là brand marketing, có nghĩa là marketing một cái thương hiệu cho mình, thì nó là hoàn toàn khác, và nó còn tùy thuộc rất là nhiều cái vấn đề xung quanh đó. Mình phải phân tích rõ là mình chạy quảng cáo với mục đích gì, thì lúc đó mới có thể phân tích được là chạy một ngày nó bao nhiêu là hiệu quả. Tôi nhận có thể một ngày tôi chạy 1 triệu đồng, và có một đợt một đơn hàng một ngày chạy 2-3 triệu đồng vẫn có. Nhưng mà cái vấn đề là mục đích của người ta muốn cần là cái gì thì mình mới biết là mình chạy bao nhiêu là đủ, và nó còn phụ thuộc vào là sản phẩm mình đang kinh doanh, dịch vụ mình đang kinh doanh là dịch vụ gì nữa. Ví dụ đó, các bạn dịch vụ mình đang kinh doanh là spa, hoặc là dịch vụ mình đang kinh doanh đó chính là về cái làm đẹp, hoặc là gọi là thẩm mỹ, thì cái giá của nó, giá thành của nó hoàn toàn khác với chi phí của nó bỏ ra, khác hoàn toàn với cái việc rằng bạn chạy cho những cái ví dụ như đồng hồ nè, ví dụ như quần áo nữa, nó khác nhau chi phí hoàn toàn. Nó tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố, là ví dụ sản phẩm của bạn là gì nè, rồi mục tiêu của bạn, mục đích của bạn chạy quảng cáo là gì nữa. Cho nên là ở đây mình sẽ không thể nói là bao nhiêu là đủ, tại vì nó tùy vào trường hợp và tùy vô từng vấn đề cụ thể ha. Tiếp theo là câu số 5 là làm sao tận dụng tối đa khách hàng bay. Câu hỏi này hay, và câu hỏi này đáng lý ra nó phải có một cái clip để chia sẻ cho các bạn. Tại vì nếu nói nhanh đó, thì nhiều khi nhiều bạn hay đa số những người fly bay business là đa số là những cái
thành viên mới, gọi là mới tiếp cận về Facebook, mới tiếp cận về quảng cáo Facebook và mới tiếp cận về gọi là marketing online. Cho nên là khi mà nói về cái này nhiều khi nó quá chuyên sâu, quá chuyên nghiệp trong cái việc rằng tận dụng nguồn khách hàng. Tuy nhiên thì mình cũng chia sẻ để tất cả các bạn nắm, thì ở tất cả các bay á, mà các bạn thấy là vài chục ngàn like á, thì khi các bạn đăng một cái bài quảng cáo thì mình thấy như thế này. Mình bây giờ mình sẽ chia sẻ những cái nền tảng thôi nha, còn sâu bên trong đó nữa thì nó sẽ là cái vấn đề cực kỳ sâu sắc và nó phức tạp lắm, nhưng mình chỉ nói những cái cơ bản thôi. Rồi ok, tận dụng nguồn khách hàng, bạn chạy một cái bài quảng cáo, đa số tất cả các bạn chỉ quan tâm tới việc là có bao nhiêu bình luận, có bao nhiêu messages rồi gửi về cho tôi, và tôi có bao nhiêu doanh thu lợi nhuận dựa trên cái mét đó. Mà mấy bạn quên được thứ rất là quan trọng, đó chính là cái like mà viết về bài post của các bạn, nó là một nguồn khách hàng khá là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì nguồn khách hàng like các bạn biết không phải là pay. Có những khách hàng họ thấy bài quảng cáo này hay, họ like các bài quảng cáo của bạn, nhưng họ không like cái pay của các bạn, dẫn tới cái việc là những cái bài quảng cáo sau hoặc là những cái bài viết sau của các bạn á, họ không thấy được, thì bạn đã bị bắt đi một mớ khách hàng rồi, cơ bản như vậy. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bạn quên đi khách hàng đã chia sẻ bài viết của bạn. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tận dụng hai nguồn khách hàng này, thì thể gì bạn cũng sẽ có thêm một vài member mới, một vài thành viên mới cho cái bay của mình, đúng chưa nào? Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tận dụng nó như thế nào? Rồi đối với khách hàng mà họ like bay của bạn á, like post của bạn á, like bài post của bạn, thì hãy mời họ like lại bay của mình, click vào cái chỗ like á và sổ ra là những người nào đã like cái bài post này, và mời họ like ngược lại cái bay của bạn. Và tôi đảm bảo với các bạn như thế này, đó chính là nếu mà 100 người thì tại vì cũng sẽ có 60 người sẽ like ngược lại cái bay của bạn. Tại vì sao? Tại vì cơ bản họ like cái bài post của bạn có nghĩa rằng họ đang quan tâm tới sản phẩm đó, họ đang quan tâm tới cái dịch vụ đó. Tuy nhiên họ còn ngại trong cái thao tác là click tìm hiểu về cái trong bay của bạn nó có uy tín hay không để like bay. Nó thì bây giờ bạn hãy like các bạn, mời họ like là cái bay đi. Rồi thì lúc ấy họ like cái bay của các bạn, thì lúc đó bạn sẽ có thêm một cái khách hàng mới, và trong một biết đâu một ngày tình cờ nào đó đăng một sản phẩm đúng họ ưng ý thì họ sẽ mua, được chưa? Và đối với khách hàng chia sẻ cũng như vậy, hãy mời họ like bay đi, biết đâu nó sẽ là một khách hàng của bạn đó. Rồi tiếp theo, một cái nguồn khách hàng nữa cực kỳ quý báu và cực kỳ quan trọng mà tôi thấy rất nhiều doanh nghiệp bỏ lơ, và kể cả thời gian đầu của tôi cũng bỏ đi rất là nhiều, thậm chí là những khách hàng của tôi cũng quên đi cái việc đó. Thì bây giờ tôi chia sẻ như sau. Bây giờ bạn có một khách hàng, họ inbox cho mấy bạn, thì họ nói rằng là anh ơi, cái sản phẩm của anh như thế nào và giá là sao. Sau khi bạn nói hết tất cả cái thấy chả biết rè, không nói gì tới hết, đúng không ạ? Rồi người ta cũng không nói, bạn cũng lặng thinh, dĩ nhiên là bạn mất khách hàng, đó là điều bình thường. Vậy thì đối với khách hàng này như sau, tại sao thằng Facebook nó lại phân ra rất là nhiều hộp thư? Trong hộp thư bạn có hộp thư đã xong, hộp thư đang theo dõi, hộp thư full này, tất cả đúng không? Thì bạn đưa khách hàng đó vào một hộp thư riêng đi để tiếp tục chăm sóc. Tại vì cái thằng mà inbox của bạn là cái thằng nó còn khủng khiếp hơn cái thằng like. Tại vì nó đã inbox cho bạn hoặc là comment cho bạn, thì cái khách hàng này là thực sự có nhu cầu. Tuy nhiên ở tại thời điểm đó họ có một cái vấn đề gì đó mình không nắm được. Có thể là lúc đó cái nguồn tài chính họ chưa đủ, có thể là cái lúc đó là họ đang có một phân vân giữa cái sản phẩm này và sản phẩm kia, có thể là lúc đó họ đang phân vân giữa việc mua chỗ bạn và mua chỗ người khác, đúng không? Thì lúc đó ai chăm sóc tốt hơn thì người đó sẽ là người thắng cuộc. Cái người lúc đó phân vân thì họ không chốt ở bên A, không chốt ở bên B, không chốt ở bên kia, không chốt ở bên bạn, thì lúc đấy bạn đưa bạn vào học một cái hộp thư và tiếp tục chăm sóc cho tới khi có một câu trả lời thỏa đáng, thì bạn sẽ là người chiến thắng. Một rằng khách hàng họ slot bạn luôn và nghỉ chơi với bạn luôn, ok, tại vì bạn làm quá tốt công việc của bạn rồi. Còn hai á, rằng nếu mà bạn không chăm sóc thì bạn mất khách. Nó chỉ chọn một trong hai, và tôi khuyên các bạn nên làm cái phương thức một, đó chính là bạn chăm sóc tới mức khách hàng họ chán bạn, họ slot các bạn luôn. Thà như vậy đó, có nghĩa rằng tôi không muốn nghe dịch vụ của bạn nữa, tôi đã mua rồi và tôi không muốn bị làm phiền nữa, thì lúc đấy xem như là mới bằng tệ rồi.
Thì bây giờ đặt lại cái vấn đề đó chính là làm sao tận dụng tối đa nguồn khách hàng, thì sẽ trả lời bằng ba câu hỏi. Thứ nhất là nguồn khách hàng live bay, thứ hai là nguồn khách hàng chia sẻ bay, và thứ ba là khách hàng đã inbox bay nhưng chưa mua hàng. Còn khách hàng mua hàng thì bạn mình dĩ nhiên phải chăm sóc họ, đó là điều bắt buộc. Rồi câu hỏi cuối cùng cũng tốn nhiều thời gian, thấy có 6 câu hỏi, nghĩ là sẽ nói rất là nhanh, tốn nhiều thời gian hết. Câu hai, phân quyền tài bản quảng cáo. Rồi ok, cái này thì không có gì để chia sẻ. Tại vì sao họ hỏi, tại vì chắc là những cái anh chàng hoặc cô nàng này thường xuyên đi thuê người ta chạy quảng cáo nhưng mà chả biết phân quyền như thế nào là cho hợp lý, và phân quyền như thế nào là mình không bị mất kiểm soát trong cái việc là chi tiêu của nhà quảng cáo, đúng không? Rồi ok, cái này thì mình nghĩ nên làm cái clip đi, tại vì cái này nói mà không hình dung được đâu, và nói nhiều khi nó lại mơ hồ lắm, cho nên là mình sẽ chốt lại vấn đề ở đây. Tại vì bây giờ xin với bạn 20 phút và nó cũng đã qua tới phút thứ 25 rồi, thì bây giờ mình sẽ chốt lại vấn đề như thế này ha. Mình cả 5 câu hỏi về target đối tượng, quảng cáo không hiệu quả, hiện nay chạy quảng cáo như thế nào là hiệu quả, chạy một ngày bao nhiêu là đủ, vân vân, là những câu hỏi mà mình đã đặt ở đầu tiêu đề. Thì mình đã trả lời xong hết tất cả các bạn. Và bây giờ các bạn sau khi đã nghe xong clip thì một nhiệm vụ của các bạn rất là đơn giản. Đầu tiên là các bạn hãy cho mình biết là cảm nghĩ của các bạn như thế nào về cái việc là các bạn đã xem hết clip này. Là rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn có những cái thắc mắc, những cái vấn đề, những khó khăn, trăn trở gì trong việc chạy quảng cáo, thì hãy vui lòng inbox phía dưới. Mình sẽ sắp xếp một cái buổi quay về cái vlog tiếp theo trong việc mình trả lời những câu hỏi của bạn. Thì mình sẽ làm một cái series để chia sẻ những cái vấn đề này. Và ai có những cái vấn đề cần bổ sung thêm kiến thức, ví dụ về landing page, về làm một cái web trong vòng một ngày, hoặc là tất cả tất cả tập về chạy quảng cáo Facebook, Google gì đó, cứ liên hệ trực tiếp, mình sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn. Cảm ơn mọi người.